xin giới thiệu với cả lớp và cô giáo, đây là một bông hoa đẹp. Xin giới thiệu với bông hoa đẹp, đây cũng là một bông hoa đẹp. Tặng hoa cho cô ngày 20 tháng 11, nam sinh có một pha chúc khiến cô nghe xong đỏ mặt xấu hổ. 20 tháng 11 là ngày mà chúng ta luôn nhớ về truyền thống tôn sư trọng đạo đến những người lái đò thầm lặng đã cho ta tri thức. Vì thế nên các học sinh luôn tri ân các thầy cô của mình, dù chỉ là một cành hoa kèm theo một lời chúc cũng đã chứa đựng biết bao tình cảm trong đó. Mới đây tại một lớp học, có một nam sinh đã thay mặt cả lớp đứng lên bục giảng, gửi tặng bó hoa phần quà để chúc mừng cô giáo. Xin giới thiệu với cả lớp và cô giáo, đây là một bông hoa đẹp. Xin giới thiệu với bông hoa đẹp, đây cũng là một bông hoa đẹp. Lớp em có món quà nho nhỏ dành cho cô. Có biết vì sao món quà này lại một bông hơi bất ngờ một bình hương mà? Bởi vì lúc mà hình tròn bởi vì nó có cạnh, và bọn em muốn là cạnh như giống cạnh cô ạ. Có thể món quà không có giá trị cao, nhưng thay vào đó thì lời chúc của nam sinh khiến nhiều người xem phải khen ngợi. Lời chúc nói đến đâu thì cả lớp vỗ tay tán thưởng rơm rã. Chúc nhưng không quên áp dụng kiến thức hóa học vào mỗi câu chữ, khiến người xem thốt lên, nghệ cả vườn luôn ấy. Mời đẹp, mời đẹp. Một số bình luận để lại như sau: quầy quầy, dằn dở kiểu này chắc đang kéo dài thời gian để cô miễn kiểm tra miệng 10 phút đầu giờ đấy mà. Cô diễn hóa nhưng gặp nhầm học sinh chuyên dằn gọi. Thanh niên này tán gái thì mấy em chỉ có say như điếu đổ ấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.